Chào các bạn, đây là bản tin sáng lúc 10 giờ 20 phút thưa các bạn. Mình vẫn đang ở ngã ba Trung An, thì hiện tại các lực lượng an ninh vẫn siết chặt. Chưa có. Dạ vâng ạ. Đã không? Dạ dạ. Được an ninh vẫn đang siết chặt khu vực ngã tư Trung An. Các chiến sĩ của chúng ta vẫn cảnh giới tốt. Đi nhà sao? Dạ vâng ạ. Thấy được xe không? Dạ. Thì hiện tại mình vẫn đang đứng ở ngã ba Trung An đấy các bạn. Chưa có biến chuyển gì về vụ án Lê Quốc Tuấn và Hồng Phạm Thanh Tâm. Thì các bạn thấy các lực lượng an ninh vẫn đi tuần. Thì hiện tại có nhiều cái kênh khác đồn thổi nào là Lê Quốc Tuấn trốn sang Campuchia hoặc sang Bình Dương. Thông tin đấy là không xác thực thưa các bạn. Mong các bạn hãy vào những kênh thông tin chính thức để được coi những thông tin mới nhất, cập nhật nhất, chính xác nhất. Nhiều những thông tin không chính xác gây rối loạn thông tin. Cơ quan an ninh điều tra khó điều tra. Mong các bạn hãy sàng lọc những thông tin chính xác nhất và mới nhất. Chiều ngày 31, chiều ngày 1 tháng 3, Phó Tư lệnh Biên phòng cũng đã trả lời khu vực biên giới Việt Nam Campuchia chưa phát hiện được Lê Quốc Tuấn. Đây là một thông tin chính xác. Và mình cũng gặp hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đó các bạn. Thì có rất nhiều cái cuộc điện thoại gửi đến anh. Đó là sự thật, không phải câu lao hay câu view gì hết cho các bạn. Vì mình biết hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cũng rất lâu rồi. Anh ấy là một người cương trực, thẳng thắn và bắt rất nhiều tội phạm. Thông tin cuộc điện thoại của hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đưa ra là rất xác thực thưa các bạn, nhưng người điện thoại thì không phải là Lê Quốc Tuấn, mà như Lê Quốc Tuấn nhờ người thân bạn bè đánh thông tin. Thì hiện tại hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải của chúng ta cũng cung cấp thông tin cho bên an ninh để điều tra sớm phá vụ án này. Người dân ở xã Trung An này cũng rất vất vả, khổ sở. Mấy ngày nay, đây là ngày thứ năm rồi mà thủ phạm vẫn chưa tìm ra tung tích của thủ phạm Lê Quốc Tuấn. Hai chiếc phương tiện gây án đó là chiếc Novo màu đỏ đen và chiếc xe quay màu xanh vẫn chưa tìm được tăng vật. Đây là vật chứng của một vụ án giết người cướp của.
gì nữa? Không có mua. Mua gì ạ? Bản tin của tôi đến đây là hết. Chào cả nhà. Mong mọi người hãy ủng hộ kênh. Mình sẽ cung cấp những thông tin mới nhất, nhanh nhất, cập nhật nhất cho các bạn xem. Chào tạm biệt các bạn.